Hương xin kính chào cô chú bác, anh chị em. Hôm nay Hương làm cái video này tại vì hôm qua Hương đăng cái video về mấy con chim cút. Xong rồi có khoảng chừng 10 chị rất là không vui, nói Hương tại sao không nuôi nó mà đem giết nó, tội nghiệp nó. Thật ra là nuôi nó không được. Nếu các chị ở Mỹ thì em nghĩ các chị cũng biết rồi. Tại vì là cái loài chim cút đó, những con chim trống nó rất là aggressive, nó rất là bạo động á, bạo hành á, nó dữ, nó hung hăng ghê lắm, mà nó rất là dâm tặc. Một con chim trống là phải có 4 con chim mái, còn nếu mà nó không có đủ con chim mái cho nó trèo con chim mái, mà con chim mái không chịu hợp tác với nó, con chim mái bỏ chạy là nó rượt theo, nó cắn chết con chim mái luôn. Bây giờ Hương đâu có đủ một chim trống với chim mái đâu, Hương có 22 con chim mái mà có tới 18 con chim trống. Như vậy là Hương dư 12 con. Nếu mà giữ những con chim trống này trong chuồng á, thứ nhất là nó không có đủ mấy con chim mái để nó trèo thì nó sẽ cắn chết mấy con chim mái luôn. Thứ hai là mấy con chim trống nó đánh nhau, nó giành mấy con chim mái á, giành gái á, cái là nó đánh nhau dữ dội, nó cắn nhau ung sùm mà nó la ồn rất là ồn vậy đó. Rồi nó đánh nhau nó la ung sùm luôn. Mà mình, các chị đã biết rồi đó, mình mà nhà mình mà ồn á, mà hàng xóm nó gọi city là mình bị dẹp hết, city xuống là dẹp hết, không cho mình nuôi con nào nữa hết đó. Mà lại còn bị sợ, còn bị phạt nữa đó. Hôm nọ Hương, hôm qua Hương đăng cái video trong đó Hương với Hoàng ngồi tính chim cút, xong rồi nói rằng là 2 tuần nữa mới phải xử lý nó. Vậy mà mới có mấy ngày sau là Hương phải xử lý nó, tại vì Hoàng nó đêm nó ngủ không được. Hoàng nó ngủ đằng sau, đối diện với chuồng chim là nơi Hoàng ngủ, cái phòng nó đằng đó. Nó bảo mấy con chim trống đánh nhau la ép suốt đêm nó ngủ không được. Xong Hương hỏi nó, rồi mấy con chim trống la rồi em làm sao? Nó bảo em chạy ra em la mấy con chim trống. Trời ơi, Hương nghe Hương sợ quá. Nửa đêm mà dậy mà la mấy con chim trống kêu ép rồi còn la nó nữa. Sợ người ta gọi city là rất phiền hà. Mà như vậy là cái con chim trống mình nuôi nó không được, tại mình không có đủ chim mái cho nó. Nó sẽ cắn chết mấy con chim mái, không đủ cho nó trèo. Mà cái mấy con chim mái không chịu hợp tác trèo với nó cắn chết luôn. Mà đã vậy nó đánh nhau ung sùng, nó la ép, nó xong sợ người ta gọi city nữa. Hồi xưa lúc mà Hương mới nuôi chim cút lần đầu, Hương cũng biết là phải bỏ chim trống đi, tại vì là mình không có được, mình giữ nó không có được, nó rất là ồn ào đánh lộn. Thì lúc đó Hương cũng không muốn ăn nó, tại thấy nó tội nghiệp quá, nó đang chơi vui như vậy. Cái là Hương mới đem Hương thả cho nó đi. Hương thả, Hương đem nó khỏi chuồng. Xong Hương thả đang đằng sau sân á, không dám thả đằng trước, sợ bị bắt gặp. Người ta lại nói là mình vô cái tội là bỏ rơi súc vật đó. Nếu mà nó đói, nó chết gì thì mình cũng bị tội nữa. Cho nên là Hương để thả đằng sau sân. Sân sau Hương tưởng là nó biết bay. 2 ngày sau Hương ra, Hương thấy nó vẫn còn đó, mà nó đi thấp thểu rất là tội nghiệp, tại vì nó không có gì ăn 2 ngày, không có gì uống luôn. Nó không biết bay đi, nó cứ đi rồi còn bị chó rượt, có chó rượt cắn chết mất một con. Con chó của Hương hồi đó Hương còn nuôi con Bacon á. Cái là Hương lúc đó Hương cũng thấy tội quá, là Hương mới là Hương đi lên Hương trên mạng Craigslist để Hương cho nó. Tại vì ở Mỹ nó có cái trang mạng để mình cho đó. Cái trang đó nếu mà ai có cái gì trong nhà mà không xài đến, như là giường, chiếu, bàn, tủ, hoặc là máy móc, đồ đạc mình không xài, mình lên cái trang đó mình đăng mình bán. Nhưng mà mình cũng có thể cho, cái là Hương lên Hương đăng, Hương cho mấy con chim trống. Thì ai người ta muốn nuôi chim trống thì tụi Mỹ nó rất cẩn thận, nó cũng đã research, nó cũng đã biết là nó không nuôi được chim trống rồi. Nếu mà chỉ có chim trống thôi, không có chim mái, tự nhiên nó điên lên, nó đánh nhau kinh khủng luôn, máu me luôn đó.
Cho nên là không có ai xin. Mà ai cũng biết là con chim trống nó kêu hét, nó không có mái, nó kêu khủng khiếp lắm kìa. Thế là hôm ai xin. Trang này là trang craigslist.org. Thì là mình có cái gì mình lên đây mình bán, cũng có người lên đây cho. Thì Hương vô chỗ này Hương cho nè, free, mình bấm vô chỗ free á, là ai có cái gì free người ta để đó người ta cho, thì mình cũng để đó mình cho. Ai mua thì mua, ở đây ai lấy thì tới lấy. Ở đây có người đang cho mấy cái đồ chơi nè, cái này cái tủ, cái này cái ghế sofa, cái này cái giường nè. Thì người ta đăng đầy lên đó, ai cần cái gì thì mình đến mình tìm. Cái người này cho tivi, mình cần cái gì thì mình tới đây mình kiếm, nếu vừa ý mình thì mình tới mình lấy mình đem về. Thì Hương cũng lên đây Hương đăng, Hương cho mấy con chim. Tivi này nhìn còn tốt nè, Hương đăng lên Hương cho mấy con chim. Mà Hương đăng như vậy là suốt 2 tuần không có ai xin hết. Tại người ta cũng biết nó là con chim trống không đẻ được trứng, mà người ta phải phải cho nó ăn, tốn tiền thức ăn. Mà những con chim trống không có mái nó đánh nhau tơi bời luôn, coi như là không, nó không tự nhiên nó xuống nhau nó đánh chảy máu me luôn á. Vậy là Hương đem thả nó cũng không được, Hương đem cho nó cũng không được. Cho nên là cuối cùng Hương đem, Hương xử lý nó ăn thịt luôn. Rồi sau đó bây giờ Hương nghĩ mình có thể, không biết là mình có thể đem đến cái viện mồ côi của mấy con súc vật để mình chữa. Hương nghĩ là họ không nhận, họ nhận con chó hoặc con gì, một con hai con, họ nhận mà một vài con chó nếu mà nó đi lạc hoặc nó bị chủ nó bỏ hoặc nó đi lạc, nuôi nó để đợi ngày chủ nó đến đón nó về. Còn nếu cái vấn đề của mình tự mình ấp ra xong mình có cả đống con xong mình đem tới mình đổ nó, Hương nghĩ là nó không chịu đâu. Có thể là nó bắt mình đóng tiền để nó chích thuốc cho mấy con chim chết. Tại vì ở Mỹ mà mình nuôi chó, lúc mà con chó nó nhiều, nó già rồi nó không có chết. Mấy con chó nó bệnh một thời gian rất lâu rồi nó mới chết, nó giống như con người vậy. Nó yếu, nó bị bệnh này bệnh kia, mà trong thời gian đó mình cho nó đi bác sĩ uống thuốc đi chăng nữa nó vẫn rất là đau đớn. Anh nằm nó kêu ư ử, nó không ăn không uống gì hết, và nó kêu suốt đêm rất là tội nghiệp. Thì thường là tụi Mỹ nó bế đến trong cái chỗ nhà thương súc vật đó, thì là người ta sẽ chích thuốc cho nó chết để cho nó được chết êm dịu, để nó đừng có bị người ta đau khổ nữa đó. Hồi đó Hương cũng nuôi một con chó, đến lúc già nó cũng bị bệnh rất là tội nghiệp. Đêm nó không ngủ, nó thức suốt đêm, nó cứ khóc ừ, nó đau cái gì không biết nữa. Mà đi bác sĩ về nó cũng vẫn đau, nó già rồi. Cuối cùng Hương phải chở nó đến nhà thương chó, thì phải trả tiền là 300 mấy đó, để cho họ chích cho nó được chết êm dịu đó. Bây giờ cái đám chim nào mà Hương đem đi lôi đi chích thì cũng không biết là tốn bao nhiêu tiền nữa. Hồi đó lúc Hương bắt đầu nuôi, Hương đi cho không được, Hương thả nó cũng không biết bay. Cái là Hương lên trên YouTube Hương xem thử làm những người nuôi chim cút họ làm sao. Cái thấy mấy tụi Mỹ nó bày, tại sao mày không ăn, mày ăn mày đi mua có tốn tiền thì mày làm mày ăn, người ta cũng làm. Thế là nó còn bày cho làm thịt chim cút nữa. Thì bây giờ mình không biết làm sao với nó, mình cũng phải xử lý nó chứ biết làm sao bây giờ. Rồi đó là chuyện con chim. Thật ra ngoài cái vấn đề là mình không thể nuôi nó, tại nó sẽ cắn chết mấy con chim mái. Lại nữa là nó rất là ồn, nó gây ồn ào đánh lộn đánh lạo, mà hàng xóm người ta gọi lên city cảnh sát xuống là sẽ rất rắc rối. Rồi lại nữa cho nó cũng không được, rồi thả nó cũng không được, thì mình cũng phải có cách giải quyết nó thôi. Với mình chăn nuôi mà mình ăn trứng thôi, ở thằng Mỹ đó nó nói mày ăn trứng thôi mà mày bỏ con chim cút thì mày chỉ lấy có một nửa cái phần thưởng chăn nuôi của mày thôi, cho nên là em đã ăn hết luôn. Rồi bây giờ đến mình muốn nói đến một chuyện. À, có một cô hôm nọ gọi phone đến trong lúc mình đang rất bận rộn, cô muốn xin chim cút trứng cút về để cô nuôi đó. Thì Hương nói là chừng nào Hương up thì Hương sẽ cho cô, mà bây giờ Hương không có up nên sang năm mới up. Nếu mà cô muốn up thì bây giờ cô gọi phone lại cho Hương, Hương có thể cho cô trứng cút mà nó có trống rồi cô đem về nhà cô up để cô nuôi. Vậy cô gọi phone cho Hương nha. Rồi bây giờ còn một vấn đề nữa, cái này là
Lúc mà Hương đăng hai cái video số 8 với số 11 nói về những chuyện lùng xùm lộn xộn đó, thì một lúc đầu thì toàn những người đàng hoàng họ có lý lẽ, tức là họ phải phân biệt được cái gì đúng cái gì sai. Sau đó một thời ít lâu vài ngày thì bắt đầu có những người mà họ không có lý lẽ gì hết, họ vô họ rất là lộn xộn, họ chửi bới, mà ngay cả khi mình có bằng chứng họ cũng coi như là họ dẹp nó qua một bên, họ vẫn chửi bới rất là lộn xộn. Rồi trong cái video số 11 của Hương mà, thì là anh Nhật mới vô, anh Nhật comment, anh Nhật nói rằng là Nhật đây, Nhật đã nhận đủ số tiền 30.000 từ Hằng, mà số tiền mà Mạnh Thường Quân cho và cho mượn tổng cộng 30.000, Nhật đã nhận đủ. Lúc đó anh Nhật có vào, anh Nhật comment, anh Nhật nói đây là Nhật Uber, Nhật đã nhận đủ số tiền mà Mạnh Thường Quân cho và cho mượn, Hằng giao lại là 30.000, là đã nhận đủ số, Hằng không có ăn chặn ăn bớt gì cả. Thì Hương thấy cái message đó rất tốt, tại vì nó dẹp yên những cái chuyện mà la lối lùng xùm tầm bậy tầm bạ, thì Hương mới ghim cái comment đó của anh Nhật lên trên đầu. Thì sau đó lúc đó có một người nói hỏi Hương, một người rất đàng hoàng, nói năng đàng hoàng lắm, Hương nghĩ là Christopher Trương, anh này mới hỏi Hương là tại sao tôi ghim cái, tôi gửi comment rất đàng hoàng mà chị xóa comment của tôi. Thì là Hương nói là Hương không có biết, Hương còn chưa biết xóa comment là sao nữa, mà Hương nói Hương không có delete comment nào hết, mà có tới 2-3 người hỏi Hương chứ không phải là một người. Hương còn chưa biết sao nữa, thì tự nhiên Hương thấy là những cái comment mà những người nói chuyện đàng hoàng tử tế có lý lẽ biến đi đâu hết, mà còn lại toàn là những người vô chửi bới, mà chửi bới rất là vô lý. Ngay cả mình có bằng chứng, mình nói rất đàng hoàng lý lẽ, mà họ cũng chửi rất là ngang ngược, chửi Hương xong chửi Hằng luôn, xong cũng có nói thằng Huỳnh cái gì nữa đó. Xong thì lúc đó Hương mới, thì tự nhiên Hương cùng lúc đó thì Hương lại thấy anh mất tiêu cái comment của anh Nhật, cái comment mà Hương ghi mà trên, mà anh Nhật nói là Hằng, anh Nhật xác định là Hằng đã giao đủ tiền 30.000 Mạnh Thường Quân cho với cho mượn, Hằng không ăn chặn gì hết, thì là bị mất cái comment đó luôn. Cái Hương kiếm hoài không ra, cái Hương mới gọi phone cho anh Nhật. Anh Nhật nói là tôi đâu có biết, tôi nhìn trong computer vẫn còn đây nè, Hương nói là bên Hương không có. Thì bây giờ nhờ anh Nhật phải post lên lại cái comment đó. Anh Nhật nói vậy là anh Nhật phải lấy tờ giấy ra, viết lại cái comment cũ, viết xuống giấy, xong anh Nhật lại đi vô ngồi bấm lại vào. Xong rồi từ bấm đó rồi mới post cái comment đó lên. Thì Hương cũng cảm ơn anh Nhật, tại vì cái comment nó quan trọng, Hương cũng không muốn nó mất. Thì anh Nhật gửi lại thì Hương post lên lại. Rồi sau đó Hương thấy nhiều người mà quá sức vô lý lẽ đi, giống như là họ đến họ chửi bới chứ không phải là để tranh luận một cách cho nó có lý lẽ. Thì Hương mới xóa, xong rồi trong lúc Hương xóa, Hương mới lên trên YouTube, Hương học cách xóa comment. Thì người ta chỉ xóa, người ta chỉ luôn là block cái comment, cái share, cái YouTube kênh đó lại, cái kênh YouTube đó lại, không cho vô nữa. Thì Hương cũng làm như vậy cho một vài người. Sau đó Hương, có một người Hương block rồi, cái Hương nhớ lại, Hương nói cái người này hôm nọ nói chuyện cũng có lý lẽ lắm, hôm nay hình như là giận dữ, không đồng ý cái gì đó. Thì Hương nghĩ nếu mà một người họ bình thường, là một người bình thường, họ đồng ý thì họ nói họ đồng ý, khi họ không đồng ý họ cũng có quyền nói là họ không đồng ý. Nếu mà họ nóng giận thì họ cũng có quyền nóng giận, chứ mình cũng không có nên mà block người ta. Mình chỉ block những người mà họ coi như là họ dẹp cái lý trí sang một bên, họ cũng dẹp tất cả mọi thứ, cái đầu họ họ cho nghĩ, họ chỉ dùng những cái miệng để họ chửi bới, giống như kiểu chửi mướn, chửi thuê vậy đó. Hương chỉ block những người đó thôi. Thì lúc đó Hương quyết định Hương phải vô, Hương chỉ cấm những cái người đó thôi. Thì lúc đó Hương mới quyết định Hương muốn vô, Hương lại không cấm cái một cái người mà họ coi như là Hương nghĩ họ là người bình thường chứ không phải là người chửi mướn. Thì lúc đó Hương lại vô YouTube, Hương học cách là coi như là lấy người ta ra khỏi cái chỗ cấm thì như thế nào. Sau đó Hương đi Hương làm. Lúc mà Hương mở ra thì Hương thấy là cái Hương mở ra, Hương vô cái chỗ mà để mà
lấy người đó ra khỏi chỗ cấm. Thì Hương giật mình khi mà Hương thấy có một người nào đó đã hack vào trong account của Hương, rồi người đó lại tự cho mình là moderator, tức là cái người mà có quyền quản lý cái trang của Hương đó, trang YouTube của Hương, tức là họ có quyền xóa đi các comment, rồi họ có quyền làm gì nữa Hương cũng không biết nữa. Mà Hương nghĩ chính cái người đó là đã xóa đi các comment của anh Nhật với lại những cái người mà hỏi Hương hồi nãy đó. Thì Hương vừa thấy vô đó là Hương biết Hương bị hack rồi. Hương vội vàng Hương xóa cái tên của cái người đó đi, Hương delete cái tên đó, người đó ra khỏi cái chỗ đó ngay lập tức. Sau đó Hương suy nghĩ lại, Hương mới nói không biết tại sao dại dột quá, tại sao làm như vậy, tại sao mình không im lặng để đó như là mình không biết. Rồi mình đi mình report cho YouTube, tại vì YouTube họ sẽ tìm ra người nào đó, người nào, người đó là người nào. Cái án của những người hacker là từ 6 tháng cho đến 5 năm. Cho nên Hương nghĩ là mình nên làm như vậy, thay vì mình khủng hoảng rồi mình đem mình xóa đi ngay lập tức như vậy. Hôm nay Hương lên đây Hương nói như vậy tại Hương cũng muốn mọi người biết, những ai mà làm YouTube, khi mà mình có cái gì đó mà tranh chấp mà có người họ không thích mình thì phải cẩn thận. Nếu mà thấy cái kênh mình tự nhiên không thấy người đàng hoàng mà thấy toàn người tầm bậy vô chửi bới, những cái comment đàng hoàng thì biến mất, mà những comment chửi bới hiện ra tùm luôn, mà họ giống như là những người chửi mà không có lý lẽ, cũng không có tranh luận mà là chửi mướn, chửi thuê như vậy, thì phải ngay lập tức vô cái chỗ, cái trang của mình coi thử có bị hack không, có bị người ta xóa comment, rồi bị người ta làm gì đó nữa hay không. Rồi bây giờ đây là cách để mà các bạn xem. Đầu tiên hết là mình vô đây, chỗ mà mình thấy cái hình của mình á, cái mình bấm lên, cái mình bấm vào chỗ Studio. Vào đó rồi cái là mình đi qua bên này, xuống dưới này mình bấm vào chỗ setting. Rồi trong cái chỗ setting mình lại bấm vào chỗ community. Ngay chỗ này nè, moderator nhìn ngay cái chỗ này nè. Nếu nó hack vô thì nó để chỗ này, nó để tên của nó vô, nó tự cho nó là moderator. Rồi cái là nó có quyền nó delete comment của mình, rồi nó quyền khóa những người mà nó muốn xóa. Mà thật ra là nó toàn là xóa những cái comment rất là đàng hoàng, giống như những cái là cái bằng chứng mà mình cần có. Ví dụ như nó xóa cái comment của anh Nhật. Rồi Hương đã nói xong. Hương xin cảm ơn cô chú bác, anh chị em đã theo dõi. Xin chúc một ngày an lành.